Kính chào quý đệ tử Chúa và toàn thể quý cụ, quý ông bà, anh chị em. Hôm nay nhân ngày Kinh Thánh, chúng ta cùng học với nhau về một phần câu chuyện đời của Jacob và cách mà Jacob đáp ứng với lời phán hứa của Đức Chúa Trời. Và phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta vừa đọc hồi nãy là cho chúng ta biết rằng sau khi mưu đồ cướp phước lành của e sao là anh của ông bị phơi bày thì gia cốp phải chạy trốn để cứu mạng của mình và trên đường chạy trốn ông phải nghỉ qua đêm một mình ở một nơi xa lạ và hoang vắng và trong giấc ngủ ông nhìn thấy một giấc mơ rất là lạ lùng ông thấy một chiếc thang bắt từ trên trời cao xuống có thiên sứ đi lên đi xuống và trên đầu thang đức chúa trời phán hứa với ông và có ba điều mà đức chúa trời đã phán hứa với gia cớp và đáp ứng lại lời phán hứa của đức chúa trời gia cớp cũng đã hứa nguyện ba điều với đức chúa trời và đây là hai phần mà chúng ta sẽ cùng suy gẫm với nhau. Nhưng mà trước khi chúng ta đề cập đến hai phần này, chúng ta sẽ nói một ít về những lời hứa của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh và sự thành tín của Đức Chúa Trời. Vì hôm nay là ngày Kinh Thánh, cho nên chúng ta có rộng rãi thời gian để suy nghĩ về Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời. Kính mời Hội Thánh bước vào phần thứ nhất. Những lời phán hứa của Đức Chúa Trời trong kinh thánh và sự thành tín của Ngài. Trước nhất, chúng ta cần hiểu rằng toàn bộ kinh thánh là những lời hứa hay giao ước giữa Đức Chúa Trời và loài người chúng ta. Cụ ước và tăng ước có vô vàng những lời hứa cho chúng ta là những người tin yêu Ngài. Mà nếu bằng cách nào đó người ta lấy đi tất cả những lời hứa ở trong kinh thánh thì chúng ta chắc hẳn sẽ không còn nguồn hy vọng gì từ kinh thánh cả ở trong cuộc ước đức chúa trời hứa với dân israel rằng ngài sẽ là đức chúa trời của họ họ sẽ là dân ngài và ngài sẽ ở giữa họ và đức chúa trời hứa ban đất hứa cho dân israel ban phước hạnh cho họ và cho các dân tộc ở quanh vùng cũng như toàn thế giới cũng nhờ họ mà được phước rồi tiếp theo đó nếu chúng ta đọc cựu ước chúng ta thấy đức chúa trời hứa giải cứu dân ngài khỏi kẻ thù và nhiều khi chỉ trong một ngày một đêm đức chúa trời đã thực hiện ngay lời hứa giải cứu của ngài rồi ngài hứa ban phước cho tổ phù của dân israel và trong đó chúng ta thấy có ông Gia-cốp như trong phần đoạn sau hôm nay chúng ta đọc ở trong sách uh, thế ký đoạn 28. Rồi tiếp theo trong Tân Ước. Các lời hứa ở trong cổ Ước được Tân Ước nhắc lại. Và Tân Ước có rất nhiều lời hứa quyến bạn xem, không kém gì cổ Ước đâu và nhiều khi là nhiều hơn nữa. Nào là lời hứa ban sự sống đời đời lời hứa ban thánh linh lời hứa ban sự bình an rồi ngài hứa gì nữa ngài hứa ban sự yên nghỉ ban sự bình an ban sự đắc thắng ban sự giải cứu và vô số những lời hứa khác tuy nhiên một trong lời hứa quan trọng hơn hết của cả cái thánh là lời hứa ban đấng cứu thế cho nhân loại và lời hứa này được thành tựu trong chúa cứu thế Giêsu và những lời hứa của đức chúa trời giúp duy trì và phát triển mối quan hệ giữa chúng ta và đức chúa trời và làm chúng ta càng vững tin và hy vọng nơi ngài hơn và có khi những lời hứa lớn được thành tựu thì không chỉ một người không chỉ một gia đình một dân tộc mà cả nhân loại cả thế giới đều được phước về điều thứ hai nữa bởi đức chúa trời là thành tín luôn ghi nhớ và hoàn thành mọi lời hứa của ngài có khi nào biết bạn xem hứa với ai đó rồi mà quên bẵng đi không chúng ta không không phải là cố ý nhưng mà nhiều khi chúng ta không thể nhớ lời hứa của mình và có khi chúng ta hứa cho qua chuyện phải không? Cho có. Lời hứa mà hứa cho có thôi mà không thực hiện thì người ta thường gọi là lời hứa gì? Hứa lèo. Hứa gì nữa? Hứa cụi Hứa hảo. Nhưng mà nhiều khi chúng ta rất là chân thành hứa nhưng mà không thực hiện được cũng không hẳn là vì quên đâu. Nhưng vì là gì? Vì chúng ta không có khả năng thực hiện lời hứa như vậy Và chúng ta vẫn thường thấy Thế giới chúng ta có vô số lời hứa như vậy Có một chính trị gia uh, Tôi cũng đọc điều này Ở trên net thôi Ông uh, uh, Ứng cử tổng thống Và đối thủ của ông thì mạnh lắm Và người ta tiên đoán là chắc chắn là Ông sẽ thất bại thôi Vì ông không có nổi tiếng cũng không có năng lực nhiều nhưng mà khi ông lên ông hứa nhiều điều lắm một trong lời hứa của ông mà tôi nhớ một điều thôi không biết là nguyên bàn xem có đọc thì nhớ không ông hứa là ông sẽ làm cho tất cả con đường thế giới trở nên con đường ngắn nhất để đi nhanh nhất ông hứa như vậy nhưng mà cử tri nghe nói về thì sao là thích Đó, ông này lạ quá ông hứa là hứa mà từ trước đến giờ không ai hứa làm cho tất cả những con đường trên thế giới trở nên con đường thẳng nhất, ngắn nhất. Làm được không? Ông cũng đắc cử nhưng mà ông có làm được không? Không. Không được. Hoặc là thế giới biến dời. Nhiều khi hứa hôm trước hôm sau thì đã không còn có mặt trên thế giới này nữa rồi, thì làm sao tôi khi lời hứa được? Nhưng mà Đức Chúa Trời thì khác. Một trong những đặc điểm quan trọng của lời hứa của Chúa vào cách đây hàng nhiều ngàn năm vẫn còn giá trị trong hiện tại và một trong những điều chắc chắn không bao giờ sai chạy là Đức Chúa Trời vẫn luôn giữ các lời hứa của Ngài vì Ngài là đấng thành tín một trong bài hát sáng hôm nay chúng ta hát Đức Sêu Va ôi sự thành tín của Chúa rất lớn thay Đức Trời luôn ghi nhớ lời hứa của Ngài và Ngài cũng vẫn thường nhắc lại lời hứa của Ngài để chúng ta tiếp tục vững tin nơi Chúa Và Ngài không bao giờ quên lời hứa của Ngài Ngài không bao giờ thất hứa Ngài có đủ năng quyền để thất hứa Mọi lời Ngài đã hứa với chúng ta Còn về phần chúng ta thì sao? Chúng ta phải đặt lòng tin cậy Và tiếp nhận lời hứa của Ngài Với sự tin cậy Chúng ta có thể nhắc lại những lời Mà Ngài đã hứa với chúng ta khi cầu nguyện và đây là cách để tăng cường để cũng có niềm tin của chúng ta nơi Chúa nhắc lại lời hứa của Chúa. Quý bạn xem có thường nhắc lại lời hứa của Chúa khi cầu xin khẳng nguyện với Ngài không? Đó, đây là điều chúng ta cần làm mỗi ngày. Quý bạn xem ơi. Và mới hôm qua thôi. Và trước đó một đêm, đêm thứ sáu tôi cảm thấy uh, nó nhức nhứt bên hông này tôi không để ý nhức chút rồi hết thường khi thì mình cũng bị một cái một uh, uh, con gì nó cắn uh, một nước gì đó thì nó hết tôi ngủ tới sáng cũng quên đi nhưng mà tới gần trưa thì tôi uh, dở lên xem thì bên hông tôi nó có một cái một cái mụn ừ. khá lớn khoảng đầu mà đầu đũa vậy đó nước bể ra và cá vùng này vai và ngực nó đầy những vết đỏ mà tôi hoang mang lắm tôi không biết chuyện gì xảy ra hồi nào rồi chưa bao giờ bị như vậy hết và tôi nghĩ là chắc là mình bị con gì cắn hoặc là cái cái một gì nó bể ra nó nó lây lan nhiễm trùng cho nên tôi uh, tìm cách tự chữa tôi lấy uh, cồn và iodine để mà sát trùng nhưng mà kho vô thì nó nóng và nó nhức quá tôi vội vã mở cửa đi ra tiệm thuốc tây mà vợ tôi lúc đó thì đang điện thoại với một người quen không biết tôi đi đâu nữa tôi đến tiệm thuốc tây quen tôi nói bây giờ thứ bảy rồi không đi bệnh viện được mà tôi nghĩ là hôm nay là xã thờ phượng chúa vào thánh nữa cho nên đi bệnh viện thì đâu có được đâu cho nên là tự chữa và tự mua thuốc thì cô đó cô nói là có thể anh bị zona nhưng mà zona thì dứt lắm nhưng mà tôi thì cũng không nhứt lắm mua một ống thuốc về thoa vào thấy nó mát rồi à, mở máy lạnh ra để cho nó mát và thấy dễ chịu lắm nhưng mà tôi không biết là vợ tôi à, sau đó thì nghe nói và gọi cho em tôi là lê thiên thạch đó Thành nó để em qua em cho anh cái thuốc này sức để mà nó hữu hiệu lắm và chiều em tôi qua em tôi coi thì nó không phải em tôi cũng có kinh nghiệm mà giống như bác sĩ khám <laughs> điện thoại soi lên này kia. nó không phải đâu mà thôi để em chở anh đi đến cái chỗ chiêu trị khi chở tôi đến đó khoảng 6 giờ mấy thì tôi phải chờ nửa tiếng và vào thì khám và người này coi thì cũng chắc là không phải nhưng mà nó chưa lộ ra bắt đầu điều trị cho tôi hơn nửa tiếng pho thuốc tới lui chăm sóc hơn nửa tiếng và vừa chăm sóc vừa nói rằng có ba chỗ là nó đó có ba chỗ mà nó nhớ xíu thôi là Jonah đó và chỗ này thì đau lắm cái chỗ thần kinh liên sườn này mà nếu để trễ mà nó nó phát tác ra đó thì là là nguy hiểm lắm và chăm sóc và cho thuốc uống và về tôi uống một liều và ngủ ngon tới sáng và sáng thì cũng còn hơi đau rưng rức Nhưng mà mặc quần áo đến nhà thờ thì không thấy đau nữa. Cảm ơn Chúa. Và hôm qua tôi nói với Chúa rằng Chúa ơi hôm nay con học lời Chúa với hội thánh mà nó cứ đau bên đây anh cứ mà nó là Jonah nữa thì con làm sao mà chịu nổi làm sao mà con có thể giảng được và tôi nói Chúa Chúa chữa cho con và thật Chúa đã chữa cho tôi ngài đã ở với tôi và tôi nói rằng Chúa ơi Ngài Ngài thương xót con Ngài ừ, ừ, dùng con Rồi Ngài cho con được học vị Chúa Sáng hôm nay mà con bị đau như vậy Thì con đâu tập trung được Và Cảm ơn Chúa Ngài thật là thanh tín Ngài đã chữa lành cho tôi Quý bà trẻ Cảm ơn Chúa lời khen Ngài Và chúng ta bước sang phần thứ hai Ba điều Đức Chúa Trời Phán hứa với Gia Cộng Và giấc Chimau Đức Chúa Trời đã nhắc lại Gia Cớp về lời hứa của Abraham trước kia. Ngài đã hứa Abraham thế nào? Và Ngài đã thực hiện lời hứa Ngài thế nào? Và giờ đây, Ngài hứa với riêng một mình Gia Cớp. Ta ở cùng ngươi. Ngươi đi đâu? Sẽ theo gìn giữ đó ta không bao giờ bỏ ngươi cho đến khi ta làm xong những điều ta đã hứa cùng ngươi và tại đây có ba điều Chúa đã hứa với gia cốc điều thứ nhất Chúa hứa là ta ở cùng ngươi và không bao giờ bỏ ngươi Đức Trời hứa ở cùng và không bao giờ lìa bỏ gia cốp và tôi suy nghĩ lại về, về lời hứa này ngài đâu chỉ phán hứa với một mình gia góp đâu trong tờ chương trình sáng hôm nay chúng ta đọc phần ruột đó chúng ta thấy những lời hứa của chúa trong kinh thánh vẫn có hiệu lực và dành cho hết thải chúng ta cho hết thải quý vị và tôi và có thể nói trong kinh thánh không có nhiều những lời hứa lớn và quý báu như lời hứa này đó là chúa hứa ở với chúng ta không chỉ là trong ngày hôm nay trong tuần này trong tháng này năm này nhưng mà ngài hứa ở với chúng ta trọn đời quý bà chị em là những người có gia đình có đôi có lứa nếu mà vợ chồng thủ thủy với nhau nói rằng em mà thương anh lắm anh thương em lắm Và em sẽ sống với anh trọn đời quý vị là chồng là vợ nghe vậy có vui không vui quá chứ nếu có người nào đó nói là thôi anh cũng thương em bỏ ra một số tiền lớn để làm đám cưới tổ chức mời đông người quá em hứa ở với anh 10 năm thôi thì sao Trời, lúc đó chắc chắc ôm đầu bỏ chạy quá không và đây chú hứa ở với chúng ta bao lâu trọn đời với bạn lời hứa này quá rõ ràng và hiển nhiên đến nỗi à, chúng ta thường nghĩ rằng đâu cần phải uh, phân tích thêm cần nghĩ ngợi gì thêm nữa Chúa đã hứa như vậy mà chú hứa ở với chúng ta trọn đời mà À, khi còn nhỏ đó chắc là quý cụ quý bà là những người lớn tuổi còn nhớ vào đó, đó không có nhiều cái món ăn vặt như bây giờ đâu nhưng có một trong những món vặt mà mà tôi rất thích đó là cái món hạt sen mà rang muối đó phải không bác tiễn cười bác tiễn nha. À, hạt sen rang ra muối đó nhưng mà nó cứng lắm có, có, lần tôi thử rồi tôi lấy một hạt bỏ vô miệng ta rang muối cho nó mặn mặn cũng ngon mà thử cắn thì sao Cắn mà cái răng cùng thì sao ô cái răng nó buốt làm sao mà cái hạt sen thì sao Cái răng nó muốn bể Mà cái hạt sen thì nó không có bể Cho nên người bán có một cái kẹp bằng kim loại Cũng Nó, nó có tay cầm Để hạt sen vô Ấn xuống bể ra làm hai Rồi bỏ vô cái bọc phải không à, Mua một cái bọc như thế nè Cài cái nhân bên trong trắng trắng Nhai nó bùi bùi Nó thơm thơm ngon ngon Mà nhai mãi không chán phải Nguyễn Hoàng xem Cũng vậy với lời hứa của Chúa cũng vậy khi Chúa hứa chúng ta tiếp nhận chúng ta tin chúng ta phải suy gẫm đào sâu trong lời Chúa làm cho lời Chúa vỡ ra rồi đi vào tận bên trong cốt lõi của những lời hứa từ Chúa khi làm như vậy chúng ta sẽ vui mừng thỏa thích vì khám phá được rất nhiều điều tốt lành trong lời hứa của Ngài mà trước đây chúng ta không hề nghĩ đến trong lời hứa hôm nay Chúa dành cho gia cớp và cho chúng ta trong sáu thế kỷ đoàn 28 cơ 15 Chúa muốn nói gì Với quý vị và tôi Này ta ở cùng ngươi Ngươi đi đâu Sẽ theo dịp giữ đó Ta không hề lìa bỏ ngươi Cho đến khi ta làm xong điều ta hứa với ngươi Ngài muốn nói gì Với chúng ta Và tôi suy nghĩ mà Những điều này tôi cũng mới nghĩ ra Mấy ngày hôm nay khi cuộc sưng quán nhiễm nhờ tôi giảm sao hôm nay nghe muốn nói rằng à hỏi con của ta ta không bao giờ bỏ mặt con trên đời này dầu có khi con bỏ mặt ta dầu con quay lưng lại với ta nhưng ta không bao giờ quay lưng lại với con có khi nào biết bạn xem quay lưng với một ai đó không có không có thường chứ chúng ta nói thật đi thường đó rồi có khi nào quay lưng lại với Chúa không? Có không? Thôi đừng trả lời nha Về nhà trả lời Ngài cũng muốn nói với chúng ta rằng Hỏi con mà ta đã chuộc bởi chính quyết ta Ta không bao giờ để con chiến đấu một mình Hay sống đơn độc Trong thế giới bất ổn này Có ai đang sống một mình Và đôi lúc cảm thấy tuổi thân không? Đọc những lời này đi Quý bà xem sẽ thấy Mình được an ủi lớn lắm còn ngài muốn nói gì với quý vị và tôi nữa? Hỡi con, khi sự nguy hiểm, sự chết chóc, sự thiếu thốn và tối tâm vây phủ tứ bề, ta luôn là bóng che chở cho linh hồn và thân thể của con. Ta là đấng chu cấp cho con mọi nhu cầu. Ngài cũng như đêm, mọi lúc mọi nơi, hôm nay và mãi mãi về sau. Và ngài muốn nói cho chúng ta rất là nhiều điều nữa qua lại hứa này đấng toàn năng là cha thiên thượng đã phán hứa như vậy chúng ta có tin cậy nơi ngài không có giữ lấy lời hứa sao hôm nay và ghi khác trong lòng trong trí hay không à, trong phòng khách nhà tôi à, có treo à, một câu góc Đố với bạn xem câu góc nào Sáng thế ký 28 câu 15A à. Và khi ăn Thì tôi vẫn thường ngồi đối diện với Câu góc này ở trên tường Tôi ngồi phía này và tường phía kia Tôi là ngồi ở đó luôn Và tôi vẫn thường ngước nhìn lên Đọc câu góc này Giàu tôi đã thuộc lòng Này ta ở cùng ngươi Con đi Ngươi đi đâu Ta sẽ theo gìn giữ đó Và tôi vẫn thường đọc Giàu tôi đã thuộc lòng rồi Và thỉnh thoảng tôi thay cái từ người cái từ ngươi là đối với người việt nam nghe hay sao nguyễn bà chị em gặp một người bạn nhất là người bạn gái nữa mấy tuần nay sao không thấy ngươi đi nhà thờ thử thử người bạn gái đó là sao có vui không ngoan ấy bỏ đi liền à, cho nên tôi thay bằng từ con này ta ở cùng con con đi đâu ta sẽ theo gìn giữ đó và mỗi lần thay thế như vậy thì tôi được khích lệ lắm quý bạn xem mà Và tôi cảm thấy có một sự ấm áp ở trong lòng của mình. Quý bạn xem hãy về thử cái thử cách này đi. Điều thứ hai chú hứa như gia cốp là gì? Ta sẽ gìn giữ ngươi. Kinh Thánh có nhiều từ gìn giữ lắm quý bạn xem chỉ trong một thi thiên tôi là thi thiên 121 là có 6 lần rồi à, thi thiên 91 cho thấy Chúa sai thiên sứ gìn giữ dân Israel Rồi thi thiên 121 chép Đức Châu Va sẽ gìn giữ người khi ra khi vào từ ngay cho đến đời đời và trong Ma Thiơ đoạn 28 qua 20 Chúa Giêsu hứa gì với ban em gìn giữ chúng ta cho đến khi nào cho đến tận thế chừng nào tận thế Không biết nhưng mà Chúa gìn giữ không biết Nhưng mà có lo không? Lo Nhiều người lo Tôi ở trại phòng 2 tôi biết Lâu lâu cái đồn là Tận thế Thế người ta làm gì? Người ta làm gì Nguyên bạn cho em đón thử đây Dễ mà Mua cái gì trước? Gạo Có người mua là bao gạo Hai bao luôn Mà nói tới giờ ăn chưa hết Có người mua mì gói Ăn quá chừng luôn Mì quá đắt Rồi mua cái gì nữa mắm muối nhưng mà mua cái gì nữa tận thế rồi cúp điện hết Rồi đang cay chắc là nhiều người bây giờ trong nhà vẫn còn đang cay ai có cho tôi xin vài và cay nha chú nói là ta thường ở cùng các ngươi luôn đến tận thế trong cuộc sống hàng ngày nhiều khi người thân của chúng ta là cha là mẹ anh chị em ruột thịt rất muốn ở gần chúng ta như là mỗi ngày luôn ở cận kề chúng ta để giúp đỡ chúng ta giúp đỡ lẫn nhau nhưng mà nhiều khi đâu có thể được ở rất là xa khi hoạn nạn khó khăn thì nhiều khi không có nhờ đến cha mẹ con cái được nhờ đến em trong hội thánh nhờ đến hàng xóm chẳng hạn ví dụ như thế nhưng mà đức chúa trời thì sao ngài luôn ở cận kề với chúng ta ngài không nhắm mắt không buồn ngủ nhưng Ngài em theo dõi để che chở bảo vệ con dân Ngài. Một à, bà ngoại được à, con nhờ giữ đứa cháu nhỏ, cũng không phải là nhỏ lắm, biết đi rồi rồi. Nhưng bà thì già nua rồi, thường hay ngủ gà ngủ gặp, giữ cháu mà ngủ. Khi tỉnh giấc rồi, thôi, thằng cu tí đâu rồi. Tìm tở bà thì tốt ra, bà ngủ quên quên cháu của mình và quên đóng cửa rào nữa cho nên thằng cháu nó, nó nó, nó, năng động lắm nó, nó nó mở cửa nó bỏ đi ra bên ngoài lang thang Và mai là tìm được nhưng mà đức chúa trời thì không bao giờ buồn ngủ ngày đêm ngày theo dõi để che chở bảo vệ con dân của ngài có thể quý bà chị em cảm thấy mình rạc lỏng và chóng ngợp giữa cái thành phố vô cùng rộng lớn và hơn 10 triệu dân này mà nghĩ rằng ai nhớ đến mình ai biết nỗi khổ nỗi lo của mình rồi cảm thấy buồn nản và mất hy vọng nhưng lời chúa nhắc quý bạn xem và tôi chúa nhớ đến và chăm sóc từng người vì thế chúng ta hãy à, có lòng bình yên trong chúa rồi thêm lên lòng tin cậy và yên nghĩ hoàn toàn trong sự che chở gìn giữ lo liệu của ngài vì ngài đang ở cùng chúng ta điều thứ ba chúa hứa với gia cốp là ta à, sẽ đem ngươi về xứ này xứ này là xứ nào quý Ban Trang? cái xứ mà đức chúa trời hứa ban cho tổ phụ của gia cốp cái xứ mà cha và anh em của ông như người thân của ông đang sống đó và trong cơn đại dịch vừa qua thì nhiều du học sinh nè khách du lịch và những người làm việc ở nước ngoài đó bị mắc kẹt nơi xứ người phải không? Oh, trong tâm trạng sợ hãi nè, lo lắng, tuổi thân, nhớ nhà. À, nhiều người à, vẫn phải đấu tranh để vượt qua những ngày thắng vô cùng khó khăn và kinh khủng đó. Và tìm cách để về nhà. Và nhiều người đã chờ đợi mòn mỏi để được sứ quán gọi tên lên các chuyến bay. Cái gì vui mừng bằng khi cầm được cái vé máy bay để bay về Việt Nam. Mà nhiều người đã bật khóc ạ. À. Nó bật khóc Khi ngồi trong phi cơ Và về phi trường thấy được người thân của mình Con trai tôi Tết Khi mà dịch Chưa bắt đầu nhưng mà nó có mà Người ta giấu á Thì Về thăm nhà vì dịch Tết Có khoảng 2 tuần thôi Bay Đáp xuống Vũ Hán Không biết gì hết ba trăm mấy hành khách không biết gì hết nhưng mà con tôi nói là sao thấy cái quan cảnh là lạ, lạ quá rồi cái bay về việt nam ba ngày sau thì sao ô cái tên vũ hán đình đám trên toàn thế giới thế là cái chuyến trở về cũng qua vũ hán nữa thì đâu có chuyến bay đâu nhưng mà con tôi chạy đi tìm nhiều nơi cuối cùng có được cái 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 chỗ phi cơ nó nó đi đến một cái tỉnh khác của trung quốc Hồi lên phi cơ đi sau Tết Sau Tết đó, mấy ngày Vừa bay sang bên đó Thì mấy ngày sau sao Ở Việt Nam cũng là bắt đầu là Dịch nó Nó bùng phát lên Rồi ở đó Ở bên đó suốt Mà ở Anh lúc đó thì Xem tin tức là kinh khủng lắm Rồi khi học xong Thì đăng ký Nơi à, đại sứ ở lại London và cảm ơn Chúa thì họ cấp ngay một cái vé về ừ. cảm ơn Chúa vì đã tốt nghiệp cho nên họ ưu tiên mai về Việt Nam thì khoảng mấy tuần sau thôi tất cả những chuyến bay đi Anh London mà thế giới là cắt hết nhưng về đây chưa hết chúng vậy xem có biết là về đây có được về nhà không không mới xuống phi cơ xong là xe chở xuống vĩnh long vô khu cách ly ở đó ba tuần trong đó ồ ở nhà cầu nguyện và nhà tôi coi như bốn người ở ba nơi rồi cảm ơn chúa ở trong đó dầu có nhiều điều cũng xảy ra lắm dịch bệnh nó lây lan cái chủng mới đó nhưng mà an toàn trở về tôi cầu nguyện xin chúa ở cùng con trai tôi gìn giữ chăm sóc chúa thật ở cùng một cách cái gì cũng đúng thời điểm chúa bảo vệ giữ gìn bây giờ chúng ta nói tiếp về cái lời hứa ta sẽ đem ngươi về xứ này. Nếu đọc tiếp phân đoạn nói về Gia-cốp, chúng ta thấy rằng Gia-cốp không mắc kẹt nơi xứ người vì Covid. Bởi vì cái lẽ gì? Vì cái bệnh gì? Vì bệnh tham. Bệnh tham. đã khiến cho Jacob cốp mắc kẹt nơi xứ người ông phải đi xa và ngày trở về quê hương là không biết đến bao giờ vì tại đó sự thù địch và sự chết chóc đang chờ đợi ông ê sao căm giận đứa em của mình lắm mà tìm cách là hãy thấy mặt là sao dạ chắc là vậy những vui mừng thai đức chúa trời biết tâm trạng của gia cốp ngài là nhà tâm lý đại tài ngài là người cha luôn luôn quan tâm chăm sóc và biết được cảnh ngộ quyết tâm trạng của con cái của mình và đức chúa trời đã hiện ra với ông phán hứa với ông rằng ngài sẽ đem ông trở về quê hương của mình và cảm ơn chúa đức chúa trời đã chuẩn bị cho ông một tấm vé trở về quê hương của ông nếu không có tấm vé này thì ông vĩnh viễn ở xứ người vì cái ông ê sao là ông cũng không cợt lắm Ông nói là bất cứ nơi nào mà Thấy mặt cái tên gia cốp này Là không yên đâu Và giờ đây thì Tôi cũng phân vân lắm Nhưng mà tôi cũng mạnh dạn Tôi sẽ đọc cho quý bà xem nghe một trích đoạn Trích đoạn thôi Trong cái bài dưỡng linh có tựa đề là Gặp gỡ và cam kết Tôi cũng viết về gia cốp Cách đây 16 năm Khoảng 16 năm tôi viết cho sống phía thân kinh để khích lệ những người cô đơn ngã lòng <laughs> nội dung của trích đoạn này như thế này với những lúc bạn phải sống chiến đấu đơn độc trên đường đời và không có gì cả nhưng hãy vững lòng vì đức trời sẽ ở cùng bạn che chở và ban ơn cho bạn khi bạn đến với ngài với bàn tay không Mở ra để cầu xin phước lành của Ngài. Chúa không để cho con cái Ngài phải sống trong sự cô đơn, buồn bã và mất hy vọng. Có thể bạn đang sống xa gia đình, xa những người thân yêu và thấy Ngài trở về là dường như không thể có. Nhưng đừng ngã lòng. Đức Chúa Trời sẽ đưa bạn trở về quê hương, điều đó là ước vọng của bạn và cách đây hai ngày hôm kia đang khi soạn bài giảng này thì tôi lại bổ sung cho bài viết này bằng mấy dòng sau đây tôi bổ sung thôi viết thêm đối với những ai không hề xa nhà không hề xa quê nhưng mang trong lòng tâm trạng buồn bã ngã lòng cô đơn thất vọng hãy ghi khắc trong lòng rằng chúa đang ở cùng bạn và chính bạn chứ không phải ai khác phải nhờ cái Chúa để đứng lên để làm cho gia đình mình trở thành một nơi đáng sống tôi viết bổ sung mấy dòng như vậy xin chia sẻ cùng quý ông bà anh chị đối với gia cốp giấc mơ này là một cuộc gặp gỡ thuộc linh và từ giờ phút này trở đi đức chúa trời không những là đức chúa trời của cha và ông nội ông mà cũng chính là đức chúa trời của ông và khi tỉnh giấc ông dựng bàn thờ và hứa nguyện với đức chúa trời và công việc dựng bàn thờ của những người xa xưa là một công việc mà bày tỏ tấm lòng vô cùng tôn kính đức chúa trời kính sợ ngài và khi dựng như vậy thì luôn luôn có lời hứa nguyện với đức chúa trời và nhiều người thì khi đọc uh, cuộc đời Gia Cớp mà xem những lời hứa nguyện của ông á, là nói rằng ôi cái ông này là uh, thực dụng lắm. Ông trục lợi, ông uh, làm cái gì, ông nói cái gì thì cũng phải được lợi về ông thôi. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy là thật sự thì Gia Cớp kính sợ Đức Chúa Trời và tin cậy nơi ngài và Đức Chúa Trời thấy được tấm lòng của ông. Và chúng ta sẽ nói thêm phần này trong phần cuối mà chúng ta đi ngay đến phần cuối phần thứ ba của sứ điệp ba điều gia cốp hứa nguyện về Đức Chúa Trời Dầu đây là một giấc mơ Nhưng đối với Gia cốp Đây là một cuộc gặp gỡ thuộc linh Cho nên khi tỉnh giấc Gia cốp đã dựng trụ Dựng bàn thờ mà ông đặt nên nó là bê tên Có nghĩa là nhà Đức Chúa Trời Nơi có Đức Chúa Trời ngự Và kể từ đây thì Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của ông chứ không chỉ là để chúa trời có tổ phụ ông thật ra chúa hiện diện à, khắp mọi nơi nhiều lúc chúng ta nghĩ rằng mình thật cô đơn mình chống chọi với những khó khăn trong cuộc sống những lúc như thế chúng ta hãy nhớ rằng ngài bao giờ cũng ở bên cạnh mà sẵn sàng giúp đỡ chúng ta và sau khi dựng bàn thờ rồi thì ông đáp ứng với lời phán hứa của Đức Chúa Trời bằng ba điều hứa nguyện chân thành. Điều thứ nhất, gia Cớp hứa nguyện trung thành với Đức Chúa Trời. Thờ phượng Đức Chúa Trời là đấng luôn gìn giữ chăm sóc ông. Là một chân lý mà gia Cớp khám phá và nắm giữ. Vì thế ông hứa nguyện trung thành với Đức Chúa Trời và để giữ lòng trung thành với Chúa. Ngoài đức tin chân chính, còn cần cái tình yêu thương mà chúng ta dành cho Chúa nữa. Con dân Chúa cần thấy được cái niềm vinh dự lớn lao khi chúng ta yêu Chúa, khi chúng ta tin cậy nơi Ngài và vinh dự hơn khi chúng ta được Chúa dùng để hầu việc Ngài, phục vụ Ngài. Và con dân Chúa là hết thảy chúng ta cần phải học cần phải học quý bản chị nha để trở nên những con người trung thành trọn vẹn với Chúa và Chúa là thành tín cho nên chúng ta cũng phải trở nên thành tín giống như ngài sống thành tín là một quá trình là một cái lực tâm linh mà cần được học cần được rèn luyện chứ không phải trong một sớm một chiều mà có được cầu xin Chúa giúp chúng ta cam kết với gia cớ vẹn giữ lòng trung thành với Chúa và chắc hẳn một khi chúng ta giữ lòng trung thành với chúa thì chúng ta cũng giữ chữ tín đối với người khác à, lời hứa nguyện thứ hai của gia cớp đó là ông hứa nguyện tôn thờ đức chúa trời lời hứa nguyện của gia cớp nhắc và giúp chúng ta quyết định trong lòng rằng chỉ duy nhất một mình đức chúa trời là đấng chúng ta kính sợ và tôn thờ. Ngoài ra, chẳng có thần tượng nào hay là có người nào xứng đáng để chúng ta tôn thờ. Đừng bao giờ nhờ kệ nên thần tượng vô quyền, không có sự sống, chẳng bao giờ có thể cứu giúp và đem phước hạnh gì cho chúng ta. Chỗ này thì chúng ta vẫn thường nói rằng, mà chúng ta là con cái yêu dấu của Đức Chúa Trời, chỉ lệ thuộc một mình Ngài mà thôi đừng lệ thuộc vào bất cứ ai khác và một thần tượng nào khác chỉ thuộc về chúa đấng duy nhất có năng quyền có vô số những lời hứa lớn và có quyền trên đời sống của chúng ta có quyền trên sự sống và cái chết của chúng ta và điều cuối cùng jacob được hứa nguyện với chúa là hứa nguyện dân hiến của cải cho đức chúa trời ngài là đức chúa trời của ông và ông hứa dân cả một phần mười của cái chúa ban cho ông, và khi được chúa ban phước, chúng ta cầm tỏ lòng, tỏ lòng biết ơn chúa bằng cách dâng lại cho chúa một phần những ơn phước vật chất mà ngài đã ban cho chúng ta, và đây là cách chúng ta đáp ứng đối với lời hứa của chúa, và đây là cách mà chúng ta đáp ứng với chúa là đáng yêu thương chúng ta, và đây là cách để chúng ta tỏ lòng tin cậy yêu mến ngài. Và đằng sau lời hứa nguyện của Gia Cớp là những động cơ tích cực. À, chúng nói đến những động cơ tích cực. Nhiều khi ai đó hứa à, nhưng mà đằng sau cái lời hứa của họ là những động cơ gì? Động cơ ích kỷ. Lắm. Vì mình, nhưng mà ông hứa. Và chúng ta nhìn thấy được cái tấm lòng của ông ở trong đó. Động cơ tích cực thứ nhất lòng kính sợ Đức Chúa trời, bởi vì gia cốp đã nói rằng Chỗ này đáng kinh khủng thai à. thật là đền của Đức Chúa trời, thật là là cửa trời. và động cơ thứ hai, gia cốp bày tỏ cái lòng biết ơn đối với Chúa về sự chu cấp, gìn giữ của Ngài. thật Ngài không chỉ gìn giữ gia cốp, chu cấp mọi điều ông cần như ông đã nói với Ngài, mà à, Đức Chúa trời còn gìn giữ ông, con cháu ông toàn dân Israel khỏi nạn đói toàn cầu và khỏi nạn diệt chủng và thời của Pharaoh và động cơ thứ ba là hướng nguyện của Jacob cũng bày tỏ cái lòng tin cậy của ông nơi Đức Chúa Trời và giờ đây Ngài là Đức Chúa Trời của ông một khi sự dân hiến của chúng ta bao gồm ba động cơ tích cực này thứ nhất là lòng kính sợ Chúa lòng biết ơn và lòng tin cậy chúng ta sẽ thật sự vui mừng thỏa nguyện và chắc chắn chúng ta sẽ không bị định tôi vì đã giữ lại phần 10 của Chúa. Lẽ ra phải dâng cho Chúa. À, dĩ nhiên ngoài việc dâng hiến những gì của Chúa cho Ngài, thì chúng ta phải dâng trọn vẹn cuộc đời mình cho Chúa. Nếu chỉ dâng một phần thôi, thì cái phần còn lại thuộc về ai? Nếu chúng ta chỉ dâng một phần đời của mình cho Chúa thôi Phần còn lại Sẽ là cái chỗ rất là tốt Cho tội lỗi Và cho điều ác nó Nó phát triển nó Dài vào cuộc đời chúng ta Và chúng ta sẽ mất hết Mà sự dân hiến đẹp lòng Chúa Là trao quyền quán trị trọn vẹn Cho Chúa trên cuộc đời chúng ta Để kết luận Đức Chúa Trời không hiện ra để à, vở trách gia cốp con gian dối con tội lỗi lắm con thế này thế nào không có con đã dối anh gạt chưa không ngài hiện ra và ngài không đối xử với ông theo những việc làm sai trái của ông ngài hiện ra để phán hứa cùng ông rồi sau đó uống nắng ông để trở nên một người hữu ích cho ngài và cho dân tộc của ông và đưa ông lên hàng tổ phụ của dân Israel. Và Đức Chúa Trời hứa và hoàn thành lời hứa của Ngài đối với Gia Cớp. Vì Ngài đã chọn Gia Cớp. Không phải vì ông là người tốt đâu. Nhưng Ngài nhìn thấy tấm lòng và sự chân thành của Gia Cớp. Ngài, ngài nhìn thấy một tương lai tươi sáng của Gia Cớp vì cái lòng tin của ông đối với Ngài. Cái lòng trông cậy của ông đó với Ngài. Và đáp ứng lại cái lời phán hứa của Đức Chúa Trời. Gia đã hứa với Ngài ba điều. Ông hứa trung thành với Chúa. Ông hứa tôn thờ Chúa. Và ông hứa nguyện dân của cái của ông cho Chúa. Nhân ngày kinh thánh hôm nay. chúng ta hứa nguyện gì với Chúa trước hàng ngàn lời hứa mà dành cho mỗi người chúng ta chúng ta có sẵn sàng hứa nguyện trung thành với Chúa tôn thờ Chúa và dâng hiến cuộc đời của cái mình cho Chúa hay không Amen